Con đang ăn củ sâm bố chính các bạn nhé. Đây là củ cây sâm bố chính này. Đấy. Củ sống thì ăn của nó có mùi vị là nó hơi ngọt nhạt một chút thôi. Và ăn cái củ này sống thì nó cảm giác nó rất là nhớt các bạn ạ, rất là nhớt. Củ này thì đặc biệt nó rất tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Đây là cây sâm bố chính mình đã trồng được 1 năm tuổi, có rất là nhiều quả xanh và có cả quả chín nữa. Và đây là phần củ của cây sâm bố chính 1 năm tuổi thì cái củ của nó cũng khá là to rồi, đã có thể thu hoạch được cái củ này để sử dụng rồi. Đấy, chỉ cần trồng 1 năm thôi các bạn nhé là đã có củ sâm bố chính để sử dụng rồi. Cái cách trồng cái củ sâm bố chính này, cây sâm bố chính này thì nó rất là đơn giản thôi. Chỉ việc lấy những cái hạt ở trong quả cây sâm bố chính rắc ra vườn và nó sẽ mọc lên một cách tự nhiên các bạn nhé. Và nó mọc với tỷ lệ gần như là 100% vậy. Đấy, có này có thể là sử dụng trồng ở trên thùng xốp, ở trên tầng thượng cũng rất là dễ trồng. Đấy, trồng ở thùng xốp thì củ nó to và thậm chí là còn nhanh được thu hơn. Cái giá trị kinh tế cũng như là cái tác dụng của cây sâm bố chính thì nó lại cực kỳ là tốt và đặc biệt là nó lại rất là dễ trồng.